Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị năm 2018, Ban chỉ đạo 197 thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành, tăng cường kiểm tra nhắc nhở đối với các sở ban ngành còn để tồn tại hạn chế. Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp cơ sở, các ban ngành chức năng cần ký cam kết đối với các hộ kinh doanh để chấp hành nghiêm các quy định về trật tự công cộng và đô thị, xây dựng kế hoạch tổ chức sắp xếp xe máy, xe ô tô trên các tuyến phố, hè đường nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay. Theo thống kê năm 2017, lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hơn 650.000 trường hợp với số tiền hơn 200 tỷ đồng, xử phạt nguội hơn 6.900 trường hợp với số tiền hơn 47 tỷ đồng. Nhân dịp này, đại diện Ban chỉ đạo 197 đã trao bằng khen của thành phố cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị năm 2017.